Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của Xuân Hà Apparel, chuyên đào tạo ngành may mặc, thiết kế, cắt rập, cắt vải, may, ủi, sắp xếp, đóng thùng. Tất cả học phí đều được miễn phí và sắp xếp được công việc sau khi hoàn tất. Mọi chi tiết thắc mắc xin liên hệ Xuân Hà Apparel 376@gmail.com. Zahn Ha specializes in sewing training. Và cũng như Xuân Hà đã hứa với tất cả mọi người thì Xuân Hà sẽ chỉ một bí kíp cho tất cả mọi người là xỏ chỉ. Chúng ta xỏ chỉ vô kim mà chúng ta không cần bứt ra để chúng ta nối chỉ, chúng ta kéo lại kim mà chúng ta không cần bứt ra để chúng ta xỏ vào lỗ kim. Như mọi người người lý này, ở đây Xuân Hà có một cọng chỉ từ máy đang chuẩn bị sẵn, và một cọng chỉ này thì chúng ta bắt ngang cọng chỉ này, là mọi người bổ chống một cọng chỉ đó để vòng qua và đưa lại bên này, và hy vọng đừng để cho nó bị bạn đứt cái đường khi chúng ta rút này nha mọi người. Mọi người và để bạn rút chiều mọi người không bao giờ qua được cái kia nha mọi người. Và tiếp tục cái này cũng vậy, tương tự như vậy. Mọi người để cho kỹ này. Đó, Xuân Hà để này. Đó. Và mọi người lý này, khi cọng chỉ của mọi người không được để bạn chéo cái cọng chỉ. Khi mọi người đưa vào nào mọi người rút đúng cái chiều đó. Mọi người không được bạn người cọng chỉ nó lại nha mọi người. Người bạn người nó lại không bao giờ mọi người rút được cọng chỉ cho nó qua được cái kia nha mọi người. Đây là tôi sẽ kéo chỉ cho mọi người coi nha mọi người. Đây mọi người lấy này, tôi sẽ kéo hai cọng chỉ dưới, bởi vì hai cọng chỉ dưới chúng ta không mấy, hai cọng chỉ dưới nó nối mình lại sẽ coi rồi. Nha mọi người. Đó. Ở đây tiếp tục hai cọng chỉ này là tôi đã nói mọi người, tôi kéo qua những cọng chỉ đừng lỗ kim mà tôi không cần cần qua phương pháp xỏ chỉ này mọi người thấy không? Đó, mọi người thấy không? Mình kéo một kim rất là dễ dàng mà không cần phải cắt ra để sợi chỉ. Nhưng mọi người là chúng ta kéo điểm nối đến đây là mọi người cắt ra để sợi chỉ. Cái chỉ tôi đang thử máy nha mọi người. Tôi thử máy để tất cả. Về bây giờ tôi chỉ mọi người một cách, tức là một cách rất, một cách mọi người rắp sườn một cái áo nha mọi người. Khi có những công đoạn công nhân với ba may chị yeah. Ở đây tôi đang thử máy mọi người. Đó, chỉ chúng ta thích được. Ta đã chỉnh chỉ cho hơi sườn chút xíu để cho mọi người nhìn thấy cận hơn mọi người. Đó. Và bây giờ như thế này tôi chỉ mọi người may cách nhanh nhất, như công nhân chúng ta bình thường chúng ta chỉ cầm như thế này, ta cầm hai lớp như thế này, ta đưa vô và chúng ta giữ thế này, chúng ta chạy như thế này mọi người. Nhưng mà Xuân Hà chỉ mọi người phương pháp chạy nhanh hơn đó. Trước mắt mọi người dùng hai miếng vải như thế này, thì khi mọi người chạy á, mọi người nhớ Xuân Hà dùng cái tay Xuân Hà này, cái ngón tay này của mọi người. Khi những công nhân bình thường là cầm hai cái này chạy thôi, nhưng có Xuân Hà chạy để nhanh hơn đó là mọi người bỏ cái tay thứ hai của mình vô đây, mọi người dưới như thế này, mọi người đặt vô. Thì mọi người nên nhớ này, hai ngón tay này của mọi người dùng để kẹp nếu như khi mọi người chạy quá chớn, hoặc là lúc mọi người đang chạy thì mọi người không cần kẹp lại, mọi người để giữ một cái nếp cho nó chạy nhanh hơn. Chúng ta chạy thử này đó, rất chỉ là nhanh mọi người. Nếu những em nào mới biết may á thì chúng ta lưu ý, thì chúng ta sử dụng một cái keo dán cử nhé, và chúng ta sẽ dán vào bên cạnh bên này, chúng ta dán vào bên này, chúng ta bớt xén lại. Mọi người dán này, chúng ta sẽ bớt xén những cái đường may đó lại, và tôi làm lại một lần để mọi người xem nha mọi người. Đó, mọi người bỏ vô cái này cũng vậy, các bạn mọi người đặt vô, mọi người dùng ngón này, mọi người thấy đây đâu, đặt vô, chúng ta đưa vô cái này đây. Và sau đây Xuân Hà sẽ lên một cái hàng, tức là những công đoạn công nhân đang may mặc và đồng thời thêm á, và cũng là những công đoạn công nhân chúng ta đang làm ở ngoài truyền cho mọi người. Thì cái này á, Xuân Hà cũng sẽ chỉ được cách mọi người may, không là
khi nãy là Sơn Hà chỉ may được một miếng vải của mọi người thấy, bây giờ Sơn Hà cũng may một áo của mọi người thấy. Và đây là một cái sườn của mọi người nhé mọi người, một cái sườn rất là dài. Và đây Sơn Hà, mọi người thấy tay Sơn Hà không? Đẹp chưa? Sơn Hà là may kênh, Sơn Hà không cần cái này nhé mọi người, không bỏ đi. Đây, đây mọi người, khi mọi người đã cần được như thế này rồi, mọi người đặt như thế này rồi, mọi người đặt vô, mọi người không có một quãng đường rất là dài này. Sườn rất là dài đúng không? Nhưng mà bất ngờ cái sườn này không lớn bao nhiêu đấy. Mà lấy này, các bạn cầm vô, mọi người cầm như thế này, mọi người đặt vô là mọi người chạy luôn. Và tới điểm nách là mọi người chỉ cần cho mày điểm nách, không tới đây, mọi người cũng được. Rất chi là nhanh. Chị đã chỉ lúc nãy mọi người kẹp thế này nhá, thả thì nó sẽ đều luôn. Xem những công nhân Sơn Hà chỉ dạy và hiện tại bây giờ người ta đang may như thế nào về máy và số này nhé. Bye bye.